tầm này hơi khó quay. Ừ. Bí để lan này. Để bí lan này. Cây này chưa cắt răm à? Chưa. Sợ chưa cắt răm đi. Đó, cho đợi nó dài dài đi. 5 năm cây to này năm ngoái phải cho thuê không? Vâng. Cây này năm ngoái cho thuê bao nhiêu? Cái đấy cho thuê năm ngoái cho thuê 12 triệu. Đây gì? Vâng. Ừ, thành phố Bắc Giang này hả? Vâng. Ừ. Thế là chi phí hết 2 triệu bao nhiêu? Đấy lắm. Chi phí ạ? Đâu khởi chuyển vác ấy. Đáng gì? Đó. À, lội nhỉ? Lội. Ông quay đào thứ được mũi người đặt ra hết. Ừ. Được mình. Đây vườn đào cháu lội. Cũng dòng được 15 à? Đó hả? Tốt nghiệp đại học à? 15 là thời giờ dư kinh nghiệm đấy các bạn. Tổng là bao nhiêu gốc hả lội? Tổng to nhỏ như nhà nó tầm hơn 300. Hơn 300 gốc. Gốc này năm nay là mới phải không? Vâng, đây là năm 1. Năm 1 đây. Vừa mới lấy đây. Có phải không? Vâng. Vành 450 60. Vành 560. Vâng. Đây là đầu. Mưa đi quay nó. Hả? Mưa đi quay nó thôi. Còn cháu nó bận. Bận là cỏ không dược. Cái này là phải vất hết lên. Vâng, cháu vất lên đây không hề, cái ruộng này năm ngoái cháu mới cấy. Mới cấy đâm là đổi chân là không muốn để nếu mà... Cái lá đào nó đắng mà nó rồng nâu nó đắng, đắng này cháu vất lên bờ. Ừ. Đây là bonsai nhỏ chứ không nhỉ. Bonsai này thì nó mấy trăm chứ. Vâng, 300, 400. Cái này là buôn chứ. Thằng này cháu vừa nẻ vừa buôn năm ngoái. Nhưng mà ông nào mà mua buôn được làm án chứ. Vâng, năm ngoái cháu buôn xuất ra ngoài nội. Tức là qua mình rồng này có ai là bác là buôn đi. Nó xuất ra ngoài nội. Đạo mini nhỉ? Vâng, hơi thủ. Hả? Vâng, mini. Đây các bạn. Nếu bán buôn, bán xỉ như miền Nam vậy, bán xỉ thì bao nhiêu rồi? Tầm 350, 400. 350? Vâng. Nếu mà mua nhiều không nhỉ? Vâng. Ừ. Còn mua lẻ thì mình tính, thì mua lẻ thì giá vô kể 500, 600 có. Vâng. Cây, hàng bắt sai. Ừ. Thế nhưng mà mua buôn thì nó xô. Cái hàng này bán rất dễ. Hả? Vâng. Nó hôm nay nhưng bán rất dễ, có cái là ít tiền. Dễ, dành không gian nhỏ. Mình đánh gốc chứ hả? Vâng ạ. Đánh gốc có bó, cái này có bó? Có, cho bó đầu ngoài, bốc xe đầu ngoài. 350 là bó dễ, tháng 9, tháng 10 là bó dễ. Tháng 10 bắt đầu vào đôn đả. Ừ. Đầu 9 là cuối 9 đầu 10 bắt đầu có vào bút cả. Đây nhà vườn lộ gì tên cả? Đào Thế Lộ Nguyễn. Đào Thế Lộ Nguyễn. Ông Công sẽ ghim địa chỉ này. Đây là 350 thôi. Đây là câu chuyện là mình đã bán theo cái giá năm ngoái, còn đến Tết này thì nó vô cùng giá lại lên xuống chứ không phải là 350 vậy đấy là chuẩn. Cuối năm có khi là hơn không nhỉ? Có khi là thụt là thứ đấy. Không đang bảo cái cây đào mà giá 350 ấy. Giá có khi lên có thể xuống. Nhưng đây là cũng bán gốc phải không? Cho họ xem. Hàng này cũng bán. Hàng này bao nhiêu? Đứng để cho lấy tiền. Hàng này thì nó tùy theo khách, tùy theo nước răm, nước hoa nữa. Ừ, nhưng mà theo như năm ngoái, cái cây này thì là bao nhiêu? Theo như năm ngoái hàng này cho bán được 1.8 triệu. Bán buôn đấy, không phải bán nhỉ? Vâng, bán buôn bốc cả luôn. Bốc cả luôn, đánh vâng. Bầu luôn, bốc lên xe. Vâng. 1.8 triệu. Còn năm nay nó lên hoặc nó xuống các bác, không. Bác, cháu lội ấn cái giá để cho các bác tạm biết thôi. Chứ có khi lên 2 triệu rưỡi hoặc có xuống 1 triệu giả sử đấy. Vâng, tùy theo mua nẻ, mua xỉ, mua nẻ. Mới tùy theo hoa nữa. Vâng. Nên là người ta chơi hoa chứ không phải là chơi cây. Hoa mới lại cũng có khách thì chơi dáng thế cây thì lại... Cây là phải cây to. Dáng khác. Ừ, chơi cây là cây độ 7-8 triệu, 10 triệu là chơi cây. Khách hàng đấy là khách hàng chơi đào. Còn khách hàng chơi đào Tết thì người ta chỉ 500-300.
700 người ta gọi đào chơi cắm nó đấy, hình thức. Vâng. Có phải không? Vâng. Còn người chơi đào là 7 triệu, 10 triệu, mấy chục triệu thì bắt đầu gọi chơi đào. Đây bonsai đây gì? Cũng như ruộng ruộng kia hả? Đây có này, 350 xô nhá. Còn nẻ thì 600-700 khác đó. Tìm cây đấy. Bác làm màu buôn 350 trong dòng quay view kia. Thụt à? Vâng, nó hơi thụt thôi. Kéo nào nó nắng nắng thì... Nắng. Là chú đi nó bị mưa. Ừ, hôm nào nó khô ráo. Mùa này tránh nào được. Mùa này đến tháng 7 thì có mà mùa suốt đi. Điều tháng 4 năm nay nó thuận mưa lên mà nó... Ừ, đào nó phát triển mạnh nhỉ? Vâng. Ờ, lỗi có cây chết thì không giải biết tại sao. Này nó bị bộ rễ nó phát triển kém. Đứng lại, sao cháu là bộ rễ? Vâng. Có phải không? Đứng lại cho họ xem. Cái này dễ... Nhiều cái nhà hàng rất vườn hạng bị. Vâng. Do rễ gì? Vâng, do rễ. Hay là do con mối hay là do này? Không, nó rễ phát triển nó kém. Ừ, chết một cây quá. Những cây này là nhiều bác xem, nhiều bác học này. Theo lộ là do rễ gì? Vâng. Có cách nào xử lý được không? Không. Cái này thì nó... Mình không biết được trước phải không? Vâng, nó, mình vẫn tưới tích rễ, vẫn tích cho nó, nhưng mà nó không lên được thì không phải chấp nhận. Đây, hàng này là bao nhiêu đây? Tầm 3 triệu, 3 triệu, hơn 3 triệu. Bán buôn đấy. Vâng. Những cây này năm ngoái phải mang sang nhỉ? Hôm đào này năm nay mới. À, mới mới rồi. Năm ngoái ở dưới kia. Xô là 3 triệu hả? Vâng. Hàng này hàng cho thuê. Những cây này là năm 1 đấy. Năm đầu tiên. Năm 1, năm đầu tiên. 3 triệu. 3 triệu cho thuê. Vâng. Nhưng mà họ bán, họ mua đất, họ buôn thì... Mua đất thì nó cũng tùy, nó tầm 4 triệu rưỡi. À, ừ. Tổng 300 cây. Cho cái hàng xem cái hàng khủng ấy. Thằng nào đi sát đây. Đây, vườn đào là cháu lội. Gốc tô hả? Tụng nắng. Đây tầm này có quay. Ừ. Bí để lan này. Đó. Để bí lan này. Cây này chưa cắt răm à? Chưa. Sợ chưa cắt răm đi. Đó cho lại nó dài dài đi. 5 năm cây to này nó ngoái phải cho thuê. Vâng. Cây này năm ngoái cho thuê bao nhiêu? Cái đấy cho thuê năm ngoái cho thuê 12 triệu. Đây gì? Vâng. Ừ, thành phố Bắc Giang này hả? Vâng ạ. Thế là chi phí hết 2 triệu nhỉ? Đấy lắm. Chi phí ạ? Đâu, khinh chuyển vác ấy. À, cháu thì cẩu... Thì cẩu thì phải trả tiền chứ. Vâng. Đến 2 triệu. Vâng. Đây, xem cái này cho các khách hàng xem. Đấy, cái này nó ngoái cho thuê trên Tân Điên. Cái này? Vâng. Nó ngoái cây thầy cho thuê bao nhiêu? Cái này nó ngoái cho thuê 8 triệu. 8 triệu cái này. Vâng. Ừ, cái này phải rất đi rồi. Còn mình bận. Cái này cắt được rồi này. Vâng. Cháu cuối tháng này ngoài 20 cháu cắt một phát nữa. À, mình cắt muộn à? Vâng. Chủ trương cắt muộn đi. Vâng. Ừ. Chứ không phải ấy hả? Vâng. Đây dưới nó thụt không đi được. Quay là bị ngược sáng. Kia trong kia cái gốc to nhỉ. Thế sao để nước à? Dễ trái, sau đó dễ phải. Nó phải khoay vào ấy chứ. Đâu cho tháo nẻo mà. Từng chỗ này nó dốc lại vì khoay dốc lúa chứ. Có nhưng mà nó có một tí sẹt mấy bữa nó nắng khô lại hết rồi. À thì. Chứ nó có phải mãi mãi như này đâu. Ừ. Cho bí rồi đây. Bí đỏ. Đây quả to ghê. Đây có bác xem. Xem canh. Xem canh. Ừ. Đấy. Quả hơi tốt. Đi chậm thì khách hàng không đi thế loang loáng. Nó nhìn trên bờ hình nó loáng đảo đấy xem. Đi thật chậm. Đấy một số được cắt rồi. Một số chưa được cắt thì mấy nữa. Ừ.
Bên này của mình không? Không à? Vâng, bên này là của cái thằng kia. À, tiền 25 dòng cùng. Vâng, nhưng mà đa số toàn làm sau giáo. À, làm theo gì? Vâng. Học hỏi, thế làm cùng là lắm dễ. Vâng. Đúng không? Chị chậu. Đây của mình đây. Vâng, đây của đây. Đây này là xuôi sáng này. Cây này năm ngoái cho thuê bao nhiêu? Cây này năm ngoái cho thuê 6 triệu. 6 triệu, những cây to là chọc thuê thôi. Chứ bán thì bán những cái gì đó. Chưa cắt dăm là nào. Trên mọi bận nào này người ta cắt hết rồi. Nó ngắn quá cắt nó lên nó yếu. À, thế là mình chủ yếu cắt chậm chứ không phải không. Không phải những này dài cho nó dài, những này cho nó căn. Để. Đúng rồi. Ừ. Được bác xem đào, mỗi người một phương pháp. Đây của cháu lội, cháu dòng bí để cho giữ đất. Bác là xem đào trên toàn quốc nên đặt mua cái hàng mini yếu nhá, hàng 300, 400, 500 ấy, một gốc đi. Cháu có khoảng 100 gốc đấy không? Vâng, nó tầm đấy. Ừ, còn đào này đào cho thuê, vâng. Ừ, à, cho thuê. Chứ bán đất mình vẫn bán đi. Vâng, có. Như cây này giả sử cho thuê thì bao nhiêu? Cái cho nó ngoái cho thuê là 12 triệu. Nhưng mà rồi bán 20 triệu là mình bán đấy không nhỉ? Vâng. Bán? Có. Ừ. Xong rồi mình đi lấy gốc, chịu khó lấy gốc. Thuê đi lấy gốc về. Vâng. Đồng đào thì nó hơn cái lúa quá. Ruộng cái này là bằng 6, 7 sào lúa rồi. Không nhỉ? Cái gốc này nó ngoái cho thuê công an tỉnh hơn 10 triệu. Đấy. Vâng. Tò ghê nhỉ? Vành cái là 150 không? Vành 140. 140. Ừ, cái này là 12 triệu. Không nhỉ? Cái này là dáng huyền, chỗ kia không quay được ạ. Dưới kia mới cây dáng huyền. Đâu, cái cây này đáng quay phía bên kia mới đẹp. Thế nhưng mà mình quay là quay lưng của nó. Còn cái mặt ở đằng kia các bác ạ. Dáng huyền cái đằng đẹp đấy. Lỗi một tẹo ở đây. Giống đào ba động thế nhỉ? Cái đấy xong rồi mình nuôi một cái mầm kia mình... Ừ, lại cắt đi. Đang nói. Nuôi một cái mầm to đấy mình bẻ sang. Càng già nó càng bỏ tay nhiều. Vâng, nó nhỉ? Tụt. Cứ 6-7 năm nữa cứ bỏ dần nội công nhân. Vâng, nó rút. Cái đấy không tránh được. Cái đấy bị rút. Đó thì vào. Đây, cái này năm ngoái cho thuê bao nhiêu? Cái này năm ngoái cho thuê 9 triệu. 9 triệu cũng thành phố Giang hả? Vâng. Gốc cái này hơn 100. Gốc cái này 120. 120, ừ. Cũng chưa cắt răng, tức là mình chậm hay là mình chủ trương mình cắt chậm? Chủ trương nhưng cắt chậm, nghĩa là nó nên chậm mình cắt chậm. Cái này cũng 40 nhìn nó là 50 có cành nhìn. Vâng, nhưng mà cháu để cho nó khỏe, nó cứng răm đi nữa. À ừ, thế. Răm này nó hơi lả. Ừ. Mình chắc cho phần nát cái cỏ này nhưng mà đào vẫn tốt nhỉ? Vâng. Có hả? Bón mấy lượt lội bón mấy lượt? Cháu mới bón một lượt. Đáng như ông chỗ này, ông khoai thành cái rãnh sâu một đường xuống 20 phân. Không có cả. Tại mình có bí kia, quả bí không quả cả. Quả bí cả. Nhấc lên. Không đâu. Hả? Vô kệ. Nhấc thì đậy treo cái gì lên. Ừ, phí quả bí đi. Treo nó cao hay vắt lên gốc đào ấy. Đây, vắt.